đồng hạ từ nơi lao ly. Cô bác ơi, thì sẽ thấy cũng có cái duyên lành, cho nên mình mới được đi chung trên chiếc xe rồi đi chùa như thế này. Mình ráng lo phúc lại được Phật không quý vị. Rồi Đức Thầy diễn tả trong cái ngày mà trả quả của loài người rồi, nó nhiều cái sự khổ đến chúng sanh chúng ta với lắm cô bác. Đức Thầy diễn tả rất là khổ. Nước kia lửa đỏ bừng, thảm cho thế sự lấy lừng nàng tay. Nước kia lửa nọ tưng bừng, hai cái tiếng tưng bừng là không thể nào diễn tả nổi quý vị. Hết sức là khổ não. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biến theo hoang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp cả dân. Theo quả chú pháp với thầy cho biết đó, giờ lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều dần xem nước mắt nghe rừng rừng, thương đời mấy bụi cầm lúng hoài hoài. Cô bác ơi, mình ráng tu đi, Đức Thầy hứa là sẽ độ, sẽ dìu dắt mình. Mặc dù có chỗ Đức Thầy cho biết là cảnh hồng trần tạo biển mênh mông đó quý vị. Đức Thầy cho biết là sau này lên cái mỏ cát bự dò thì mình cảm thấy thầy nói chỉ là thấy cái cảnh hồng trần này sao quý vị. Hết sức là khổ não. Nhưng mà cái người tu thì lúc nào Đức Thầy cũng sẽ hứa đồ sẽ rước để mình đọc một đoạn chứng minh cho quý vị nghe. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền bát nhã cứu thủy trần nhị dân, gió đưa nước sóng bơm lâu rước người câu đêm sẽ sáng thủy tình. Nam mô A Di Đà Phật. Thành lòng đọc lại bài cho Phò Tào Hảo. Kính thưa cô bác anh chị em, Bồ ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống như chúng một vàng, muốn cho linh động đạo tràng, kính mời quý vị cổ vũ cho chúng tư một tràng cả tay. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Phật, cung kính Tăng, tam quy ngộ gáy lòng hằng dình theo. Dạ, kính thưa cô bác anh chị em, thì bữa nay cũng là ngày 24 tháng Giêng năm 2022, thì phái đoàn mình đi 12 kiến chùa các quý vị. Mình đi chiếc xe 45
Thì hiện giờ phái đoàn mình đến chùa Vinh Hương nha quý vị. Này là đi tới chùa Vinh Hương rồi mình cúng lại xong rồi bây giờ qua bên
nhà bếp để dùng bún này nha quý vị. Dạ, kính thưa cô bác anh chị em, đây là phái đoàn của mình nha, đi 12 kiến chùa. Chùa đầu tiên mình ghé là chùa Dương Hương nha quý vị. Hiện giờ đang ghé, mình làm lễ xong rồi, giờ mình ra mình dùng bún nha quý vị. Hiện giờ phái đoàn mình đang dùng bún nha. Bún ở chùa này nấu rất là ngon quý vị. Đây là cụ Bảy Dương Bảy, là cái người trưởng phái đoàn tài trợ trong chuyến đi hôm nay không quý vị. Kính thưa quý vị, đây là cô Bảy, cũng là trưởng đoàn của cái chuyến đi hôm nay mà cái chùa. Cô Bảy có tài trợ cho sư cô ở chùa Dương Hương 2 triệu đồng không quý vị? Dạ, và một bao gạo với bao 10 kg, là tất nhiên 60 kg không quý vị. Dạ. Cũng chúc cho sư cô được nhiều sức khỏe nha. Đầu năm mới cũng được nhiều sức khỏe, tu hành tinh tấn. Dạ. Dạ. Cảm ơn các chị đã đến chùa Dương Hương. Dạ. Dạ, thành công trong mọi công việc. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn sư cô. Phái đoàn mình đi tới chùa Liên Hoa nghe quý vị. Bà nội bà hai bánh lên. Tam bảo các cấp cha mẹ thầy tổ bên trong cho chúng con tỉnh ba sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời chúng quý đồng đạo đồng quy. Xá một xá chắp hương đưa lên trán. Mời anh Bảy. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Phương Phật, Nam mô Đại Phương Pháp, Nam mô Đại Phương Tăng, Nam mô Bậc Tổ Bậc Thầy Quan Thượng Đạo Thần. Chư vị nông thôn bạn núi cảm ơn chư Phật hôm nay làm thánh chủ quy y theo cái ngày của diệt các Phật đạo. Mời quý đồng đạo đứng dậy xá một xá đồng vô hương. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ mình dừng một chỗ nén cho bà con đi. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cứ đổ bốn lại. Mời chúng đồng đạo đứng dậy. Chá tam niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Ở bên trong có các cấp và mình cũng kính lễ chung với cũng quyền rồi luôn. Cô bác anh chị em, đây là phái đoàn của mình nha quý vị, từ Phú Tân An Giang nha. Trong khi mình làm lễ xong rồi mình đi ra đường cũng thấy cái chỗ bông hoa rất là đẹp nha quý vị, con giấy, cho nên chụp lên đoạn hình nha. Rồi, tu cho rõ mối nguyện tâm, quy đầu Phật pháp khỏi lắm. Mấy xe phương đức quý hơn bạc vàng, những người bạc giàu sang ít gì chỉ bằng ăn ở vô nghe lời Phật thánh kính gì người chân. Mà có mắt đâu luôn. Không, 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 không.
thiếu trung lòng chớ dội quên, sống lo trọn đạo thắp lên thiên đàng. Để tới chùa một nút quý vị ơi. À, kính thưa cô bác anh chị em, hiện giờ phái đoàn mình đang đến chùa Bầu Mước nha quý vị, đang tiến vào để làm lễ nha. Cuối thứ hai mới cắt nếp. Nếp đầm à? Nếp đầm 3 tháng rưỡi. Rồi. Đây là trước cổng chùa Phước Điền. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thành Chư Vị Chân Thành Chư Vị Minh Non Bể Núi. Cảm ơn chứng minh nay con nguyện cải hóa ăn năn làm lành lánh dữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mời chú Quyền Bảo Xá Một Xá đứng dậy. Xá Một Xá đầu cua hương Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Mình tới chùa Thới Sơn rồi. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bãi Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Nay con nguyện đại hối ăn năn làm lành lánh dữ quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mời chú quý đồng đạo Xá Một Xá đồng đứng dậy. Xá Một Xá đồng cô hương Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ quý bà con mình đi vòng vòng ở trong dân cái tông cho nó nha. Sao? Trong khi chờ đợi cấm luôn mà quý vị trong tay gặp cái mình diễn tập đi đi vòng vòng trong cấm thuốc ở trong bằng có quyền ở trong nữa. Ngon không dưỡng mấy? Ngon. Quá ngon ha. Cơm ngon hả chị Út? Cơm ngon chào chị, cơm ngon chị. Dạ. Bà ăn chưa? Quay lại bà rồi, ăn rồi. Dạ, dạ. Quay mấy người đẹp này coi, bạn này ai cũng đẹp hết. Ăn cơm ngon không quý vị? Ngon, ngon, ngon ăn hết vậy. Rồi quay lại bà phải ăn ngon rồi nha. Nói vậy. Ngon hen. Dạ. Ừ.
Bởi vì ăn cơm chùa thường thường cơm chùa ngon lắm. Ngon quá mẹ ơi, mẹ nữa đi nữa nha, đi ăn cơm chùa đi. Có nhân viên đó. Ráng tu đặng mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Tu cầu bên mình tật tiêu tan, thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành. Đức thầy cứ mình cõi trần đừng đánh ngựa xe quý vị. Mấy cái người chơi cờ tướng tôi quý vị biết rồi đó. Ngựa với con xe thì thường thường nó kiếm chốt đó quý vị. Mà đức thầy kêu mình cõi trần đừng đánh ngựa xe. Đeo tù khẩu quỷ, lập lè sắc hương. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Như Quang Thần Kim Sinh Thần. Chư vị năm non bạn muốn cả bốn chúng minh nam con nguyện cả hối đắc nam làm thành tín nữ quy y theo thiên hạ của thiện các bậc đạo. Mời chúng tôi đỡ vị sa di đà phật quân môn đà quý y đạo Phật tam thành.
Ai cho à, 2, 3 rồi rồi kính thưa cô bác anh chị em nha. Giờ phái đoàn mình đến đây là đến tại chùa Bửu Sơn đó quý vị. Trong khi làm lễ xong rồi mình ra trước sân cũng có bông giấy rất là đẹp nha. Thử mấy sáng được nữa bạn. Cũng có quay lăn động phim nha quý vị. Rất là đẹp nha. Rồi. Máu đào cắt nước khổ vô cùng. Nam Việt dân tình mãi thung dung. Có nghĩa là Nam Việt cũng gọi là đất nước Việt Nam mình đó. Dân tình ở đất nước Việt Nam có thung dung. Rồi mình không có lo, mà Đức Thầy tôi biết chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh để nước đứng chân mới nhảy đục. Nhảy đục mắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chuẩn mới đầu. Nhọc nghi cầu bệnh tật nghi nỗi nào đâu. Lão khổ nhân sanh càng ngăn nước tàu. Trẻ nhỏ ra rời xa bố mẹ mà còn chân nhân đó. Kính thưa cô bác anh chị em, sở dĩ mà tranh đoạt cái tranh hoài đó thì cũng do nó cái chữ tham cái gì mà Đức Thầy cho biết đó, bị danh lợi nó xe lơi tình nghĩa, mãi tranh giành nó xôi xỉa cùng nhau, người xôi xỉa sao thơi thay mà chẳng đúng nào, tranh cùng một phía đoạn chừng nào mới thôi cái gì, cũng do nó cái lòng tham phao. Cho nên ở đây đó là tại vì chúng sanh nó bất hòa bất hảo, từ đó mà Đức Thầy mới đem cái giáo lý tình thương đến đây để dạy cho mình là thuận hòa, đạo chồng vợ, đạo cha con, đạo tôi chúa. Đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, cốt giới xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ phụ hòa cho đến tháng. Thôi giờ mình thiếu tại đây quý vị, để mình vô cái chùa rồi chút nữa mình tiếp nha. Giờ mình tới chùa Phúc Sơn có Long Cảnh. Kính thưa cô bác anh chị em, giờ phái đoàn mình đến đây là đến chùa Long Định luôn quý vị. Giờ phái đoàn mình đang tiến vô để làm lễ nha. Quá khứ rồi đồng đạo đi. Đó là công đức mới giữ đó. Dắt bao gạo đưa vô chùa anh dốc đó mới giữ đó. Cái thưa quý vị, đó là chú Năm muốn dắt gạo đúng không? Nam mô A Di Đà Phật. Lòng thương chung thiết phương tịnh độ đằng dắt chiều tất cả chúng sanh. Nếu như
sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật đầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh. Cứ chào bảy. Ừ, chào. Chào phái đoàn mới đến. Đây dắt gạo vô cúng dường luôn. Chào phái đoàn Phú Sưng mới đến. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Phương Phật. Nam mô Sư Phụ Pháp. Nam mô Tam Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Đại Quang Thượng Đẳng Đại Thần Quang Thượng Đẳng Thân Thần. Chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành đánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Mời chúng quý đồng đạo xá một xá đứng dậy. Xá một xá đồng vô hương lưu mô với đạo Phật. Bây giờ đi cấm cho quý vị, đi cấm vòng 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 sau đi quý vị. Nam mô Niệm Phật Cầu Cửu Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tây Đường Tăng Long Phật Tổ. Bồ Mẫu Quán Thức Trực Giảng Tây Phương. Nam mô Tứ Nguyện Cầu Quá Thánh Cạn Dân Từ Tam Bát Ái Giải Thoát Quy Y. Nam mô quyền và các cấp bên trong
sang bên trái. Nhận tôi nhận. Cho má thỉnh lọc nha bảy. Rồi rồi. Làm vàng cho mình giỏi. Rồi kính thưa cô bác anh chị em, thì phái đoàn mình hiện giờ đang tiến đến chùa Phi Lai để mà làm lễ cúng nha quý vị. Sao à? Chị tiền? Để giờ sao à? Để giờ cái đèn nhẹo hết hả? Vậy sao? Vậy hả? Bữa nay giờ trời mát mẻ thiệt là đẹp nha. Anh tính tay em mời mà anh thấy á. Ok, nó ngủ anh, chị Bảy. Ồ. Thấy không? Chị Bảy cũng ở trong đi ra quá nắng này, cấp này là nắng cho bằng nắng gắt luôn. Cấp này là nắng cao độ luôn. Mời chú quý đồng đạo xá một xá đứng dậy. Xá một xá đồng cô hương Nam Mô Di Đà Phật. Rồi cô bác tạm vòng vòng dài chống đi. Tây phương cực lạc thế giới đệ từ đệ bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên qua hải hội thượng Phật từ bi Phật vương độ chúng thế giới Việt Nam. Nam mô nhị nguyện cầu của quyền pháp tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phúc thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu phá tánh dạng dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu phật tổ phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Mời quý vị được xuống lại bốn này. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Đã tu đủ, mời chú quý thiền đạo cũng vậy, cá tam niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình đi tới chùa An Sơn Tự.
vô đóng có không? Vô đóng tiền để tiền nó cũng như chùa. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Đại Thần Tiêu Quang Phụ Thần Tiêu Diệt Chân Thần. Chư vị Nam Âu Bảy Núi Cả Chúng Chúng Minh, nay con một phải có khả năng làm lành tấn tử của chi nên ngài chú điền cho Phật đạo. Mời quý đồng đạo quý vị khá một xá và cô hơn Nam mô A Di Đà. Để các bạn nghe thánh dụng đạo quý vị đạo của quý vị. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên qua hải hội thượng bậc từ bi vạn dương độ chúng thế giới vạn tha. Nam mô nhị nguyện cầu của quyền thất độ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu của mẫu đại hùng thanh long bất thọ của mẫu quốc tứ diệu dạng thế phương. Nam mô tứ nguyện cầu quá tánh dạng gia quốc đã phát tán dạng sáu mươi ni. Nam mô ngũ nguyện cầu của tổ thầy thiện tri xá tội đệ tử tiêu ta tình sự trí huệ thân công giai đắc đạo. Mời quý thần đạo đồng quy thành tâm lãnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lãnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lãnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lãnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa đủ, mời chú quý đồng đạo đứng dậy xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Chí Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Mời chú quý đồng đạo hướng cái tâm mình hướng về phía sau có phó của quyền và mình chánh Phật chánh đề đó, mình chánh lễ tắc ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái tâm mình tưởng đức thầy đó chánh lễ hai xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ tương xong. Có cà phê ém vô cái luận làm thế nó không muốn nói luôn. Phước Hải ở đây có tượng Phật Bà Quan Âm rất là lớn, hết sức đẹp luôn. Rồi, rồi đi đây cô đi rồi trả xuống đấy.
Ba thì gửi rồi đó. Ừ. Cậu ba cái bị luôn. Đoàn mình đã tới chùa Bánh Xèo rồi, vô dùng bánh xèo rồi nha quý vị. Dùng bánh xèo ngon không bà con? Ngon quá. Ngon. Bảy rồi là hai cái nè bảy. Ừ. Ba cái. Không có ăn à? Phải đoàn mình tới điểm ăn bánh xèo nha bà con. Cái bánh xèo này ngon không chị tới? Ngon. Ô cấp này đói ăn ngon dữ thế này. Em thấy à. Kính thưa cô bác anh chị em, phái đoàn của mình hiện giờ là tại chùa Bánh Xèo quý vị. Thì trong khi làm lễ xong, ăn bánh xèo xong, bây giờ chuẩn bị lên xe về quý vị. Ở chuyến đi tham quan 12 cái chùa hôm nay, để chúc cho cô bảy và dũng bảy được nhiều sức khỏe, để rồi tạo được nhiều cái chuyến đi thêm trong những chuyến đi sắp đến. Kế nữa thì cũng cảm ơn chú tài xế xe đã đưa anh em thấy đoàn chúng tôi đi đến nơi về đến chốn. Thì mong sao chú cũng được nhiều sức khỏe để rồi mình gặp gỡ nhiều chuyến tới nữa quý vị. Thì bác anh em đi chuyến đi này về nhà để thân tâm thường an lạc, đạo quả chuyên dung, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công tất quả. Đức thầy đã từng dạy, ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thầy thân thầy hấp nhi phải gian nan, đâu có chiều mang câu nhà nhiều pháo nổ hết sức giòn.